Mới đây, hãng thông tấn TASS dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga rằng quân đội Nga đã thực hiện 39 cuộc tấn công quy mô lớn vào các địa điểm triển khai quân sự, năng lượng và lính đánh thuê của Ukraine trong tuần qua để trả đũa những nỗ lực của Kiev nhằm phá hoại các cơ sở dầu khí và năng lượng Nga. Cụ thể, tại tỉnh Donetsk, Bộ Quốc phòng Nga nói rằng lực lượng Nga đã cải thiện vị trí chiến lược trên tiền tuyến và đẩy lùi 15 cuộc tấn công của quân đội Ukraine, khiến đối phương mất hơn 2.110 binh sĩ và 146 hệ thống vũ khí trong tuần qua. Ở thành phố Avdika, tỉnh Donetsk, Nga nói rằng đã giành quyền kiểm soát thị trấn Vodian và đang tiếp tục tấn công theo Bộ Quốc phòng Nga, các cuộc không kích, pháo kích và tấn công bằng súng phun lửa hạng nặng của Nga đã gây thiệt hại về nhân sự và khí tài đối với 6 lữ đoàn Ukraine ở Africa và đẩy lùi 39 cuộc phản công của đối phương từ ngày 31 tháng 3 đến mùng 5 tháng 4. Tổn thất của Ukraine ở khu vực trong tuần qua lên tới 1.695 binh sĩ, 3 xe tăng, 15 thiết giáp, 23 xe cơ giới và 19 khẩu pháo giã chiến. Tại thành phố Kupiansk, tỉnh Kharkiv, Nga cho biết quân đội Ukraine tuần qua chịu thương vong khoảng 270 binh sĩ, mất 2 thiết giáp, 22 xe cơ giới và 13 khẩu pháo giã chiến. Trên hướng tỉnh Kherson, lực lượng vũ trang Nga đã tiêu diệt 240 binh sĩ Ukraine, phá hủy 14 khẩu pháo giã chiến và 19 xe cơ giới của đối phương. Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng phòng không Nga đã phá hủy 3 máy bay chiến đấu, 1.119 UAV trong tuần. Bên cạnh đó, 7 binh sĩ Ukraine đã đầu hàng quân đội Nga trong tuần qua. Ngày qua, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, quân đội nước này đã chặn hơn 50 UAV tấn công vào lãnh thổ Nga trong đêm mùng 5 tháng 4. Các vụ tấn công xảy ra tại các tỉnh giáp với biên giới Ukraine như Rostov, Rostov, Kursk và Belgorod. Trong khi đó, đài CNN dẫn nguồn tin của Ukraine rằng Kiev ngày qua đã phát động một cuộc tấn công ồ ạt bằng máy bay không người lái vào một căn cứ không quân ở tỉnh Rostov, khiến 20 binh sĩ Nga thương vong và phá hủy 6 máy bay chiến đấu của Nga. Cùng thời điểm này, ở hướng Kupiansk, các đơn vị từ nhóm lực lượng Zapat của Nga đã giao tranh với nhân lực và khí tài lực lượng vũ trang Ukraine trong các khu vực Stoyeka, vùng Kharkov. Họ cũng đã đẩy lùi ba cuộc tấn công do các nhóm tấn công của lữ đoàn cơ giới số 60 và số 95 của Ukraine gần Terny, Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng. Tổn thất của Ukraine ở hướng trên là lên tới 30 binh sĩ, ba phương tiện cơ giới, một pháo M777 155 mm do Mỹ sản xuất và hai pháo tự hành D20 152 mm. Theo hướng Donetsk, các đơn vị từ nhóm lực lượng giác của Nga đã chiếm được các tuyến thuận lợi hơn. Họ cũng gây thiệt hại về nhân lực và trang thiết bị của các lữ đoàn cơ giới hóa số 24, 28, 53, lữ đoàn tấn công số 5 và lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ số 241 của Ukraine gần Chasovia. Mười cuộc phản công của lực lượng không quân số 81, đội tấn công miền núi số 10, các lữ đoàn cơ giới số 67, 72 của Ukraine và lữ đoàn vệ binh quốc gia số 4 Ukraine phát động đã bị đẩy lùi gần Belkorovka thuộc vùng Donetsk. Tổn thất của Ukraine ở hướng trên lên tới 390 quân, hai xe chiến đấu bọc thép, Koyak và Maxboro và 19 phương tiện cơ giới. Theo hướng Avdeka, các đơn vị của nhóm lực lượng chân trầu của Nga đã cải thiện tình hình dọc theo chiến tuyến đánh bại đội hình Ukraine. Họ đẩy lùi 9 đợt phản công do các lữ đoàn cơ giới 25, 24, 47, 59 của Ukraine phát động gần Povomenskoye, Kirovo, Vodiaoye, Berdychi và Tonenkoye. Tổn thất của Ukraine ở hướng trên là 305 quân, 2 xe chiến đấu bọc thép, 3 phương tiện cơ giới, 7 khẩu pháo tự hành. Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Liên bang Nga Igor Konashenkov cho biết nước này đã kiểm soát được khu định cư Vodyan ở vùng Donetsk tại Ukraine. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Liên bang Nga Igor Konashenkov cho biết trên hướng Afrika, các đơn vị thuộc nhóm lực lượng trung tâm đã giải phóng ngôi làng đông dân cư Vodyan ở Donetsk và tiếp tục tiến vào sâu hàng phòng ngự của Ukraine cũng như chiếm giữ các vị trí thuận lợi hơn. Trong khi đó, trên hướng Donetsk, các vị trí chiến thuật dọc theo tiền tuyến đã được cải thiện nhờ hành động thành công của nhóm các lực lượng miền Nam. Theo ông Konashenkov, đội hình 4 lữ đoàn xung kích, 3 lữ đoàn đường không và 8 lữ đoàn cơ giới của lực lượng vũ trang Ukraine đã bị đánh bại gần khu định cư Bilohorivka ở Luhansk, gần các khu định cư của Kudyumikov, Novo Mikhailivka, Kletchivka, Spine, Andriivka và Chasivya ở Donetsk. Hãng tin Reuters nói rằng họ không thể xác minh độc lập tuyên bố của người phát ngôn Bộ Quốc phòng Liên bang Nga về bước tiến mới nhất nêu trên của các lực lượng Nga kể từ khi họ chiếm Avdiivka vào tháng 2 vừa qua sau nhiều tháng giao tranh. Theo Reuters, quân phòng thủ Ukraine đang cố gắng tấn công nhưng họ phải đối mặt với tình trạng thiếu đạn pháo, trong khi gói viện trợ của Mỹ cho Ukraine bị kẹt ở quốc hội trong nhiều tháng. Trước đó vào mùng 5 tháng 4, hãng thông tấn nhà nước RIA của Liên bang Nga dẫn lời một quan chức cho biết quân đội nước này đã tiến vào vùng ngoại ô Chasivya, một thành phố chiến lược cách Bakhmut mà Nga gọi là Altimorsk, gần 7 km về phía Tây. Đài Sputnik của Nga cho biết thêm, thành phố Chasivya vốn là một trung tâm hậu cần quan trọng của lực lượng vũ trang Ukraine kể từ năm 2014, đang mất đi tầm quan trọng chiến lược đối với Kiev sau khi lực lượng Nga nắm quyền kiểm soát các con đường dẫn đến đó. Mới đây, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, Su-34 của lực lượng hàng không vũ trụ Nga đã tấn công lực lượng Ukraine bằng bom ODAB-500, loại bom khiến họ không thể ẩn náu trong chiến hào hoặc hầm đào. Bom ODAB-500 được trang bị mô đun lập kế hoạch và hiệu trình phổ quát, có cánh, bánh lái và hệ thống điều khiển giúp biến bom thông thường thành bom có độ chính xác cao. ODAB-500 là bom nổ chân không hoạt động theo hai giai đoạn. Đầu tiên, khi phát nổ, nó phóng ra một thành phần chất lỏng dễ nổ tạo thành đám mây khí dung, sau đó bốc cháy. Điều này tạo ra một vụ nổ ở nhiệt độ cao với sóng xung kích cực mạnh chảy vào chiến hào, hầm đào và các nơi trú ẩn khác. Mỗi chiếc Su-34 có thể mang theo 4 quả bom như vậy. Đoạn video do Bộ Quốc phòng công bố cho thấy, 4 quả bom ODAB-500 bị máy bay thả xuống, có thể nhìn thấy những tia sáng nhỏ trên đạn. Đó là cách các ống phóng được kích hoạt để lộ cánh của mô đun lập kế hoạch và hiệu trình. Bộ Quốc phòng Nga vừa qua tuyên bố đã tấn công quy mô lớn vào các cơ sở năng lượng và quân sự của Ukraine để trả đũa việc quân Kiev âm mưu phá hoại các cơ sở dầu khí và năng lượng Nga. Sputnik dẫn thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, từ ngày 31 tháng 3 đến mùng 5 tháng 4, các lực lượng vũ trang Nga đã thực hiện 39 cuộc tấn công lớn bằng vũ khí trên không và trên bộ tầm xa có độ chính xác cao cũng như các máy bay không người lái nhằm đáp trả Kiev. Những mục tiêu nhắm bắn của quân đội Nga gồm các cơ sở công nghiệp năng lượng của Ukraine cũng như các doanh nghiệp thuộc Tổ hợp Quân sự Công nghiệp, các hệ thống phòng không, kho vũ khí, kho nhiên liệu, địa điểm triển khai tạm thời các đơn vị Ukraine và lính đánh thuê nước ngoài. Quân đội Nga khẳng định đã thực hiện thành công chiến dịch tập kết trả đũa này. Theo Bộ Quốc phòng Nga, Ukraine đã mất hơn 2.110 binh sĩ, 6 xe tăng, 11 xe chiến đấu bộ binh, 89 phương tiện và 40 khẩu pháo giã chiến ở vùng Donetsk trong tuần qua. Cùng thời gian, các lực lượng Moscow đã đẩy lùi 15 cuộc phản kích của quân Ukraine ở Donetsk, cũng như giành quyền kiểm soát làng Vodian trong khu vực Africa. Cũng trong bối cảnh đó, quân đội Nga phát hiện một phương tiện chiến đấu bọc thép được cho là phát minh mang tính cách mạng của quân đội Ukraine. Theo T, quân đội nga đã tìm thấy một phương tiện chiến đấu bọc thép hạng nặng Azovets, được cho là một phát minh mang tính cách mạng của quân đội Ukraine. Azovets được các kỹ sư ủng hộ trung đoàn Azov của Ukraine vào năm 2015 bằng cách cải tiến một chiếc xe tăng T-64 thời Liên Xô. Thay vì pháo chính trên một tháp pháo đơn, Azovets đang được trang bị hai tháp pháo tự động, mỗi tháp được trang bị hai súng 23 mm và một súng máy, cũng như các bệ phóng tên lửa dẫn đường chống tăng. Được quảng cáo là bước đột phá trong thiết kế bọc thép đô thị, chiếc xe bọc thép trị giá 5 triệu USD này không được đưa vào sản xuất hàng loạt. Nó biến khỏi nhà máy vào tháng 10 năm 2016 và chưa bao giờ được thấy xuất hiện lại trên chiến trường. Thưa quý vị, Thống đốc vùng Rostov, ông Vasily Golubev vừa cho biết, Ukraine đã thực hiện cuộc tấn công máy bay không người lái quy mô lớn vào quận Morozovsk ở Rostov, Nga, làm hư hỏng một trạm biến áp lực lượng phòng không Nga đã chặn 40 máy bay không người lái trong khu vực. Trong khi đó, các kênh Telegram đưa tin máy bay không người lái nhắm mục tiêu vào căn cứ không quân Morozovsk trong khu vực, không có báo cáo về thương vong. Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố hệ thống phòng không nước này đã đánh chặn 53 máy bay không người lái của Ukraine, trong đó có 44 chiếc ở Rostov, 6 chiếc ở Krasnodar Krai, 1 chiếc ở các tỉnh Kursk, Savatov và Belgorod chuyển qua các tin tức đáng chú ý khác. Bộ Quốc phòng Nga cho biết hai oanh tạc cơ chiến lược Tu-95MS của nước này đã tiến hành tuần tra trên vùng biển trung lập ở biển Barents và biển Na Uy. Hai máy bay ném bom mang tên lửa chiến lược Tu-95MS của lực lượng hàng không tầm xa thuộc Không quân Nga đã thực hiện chuyến bay theo kế hoạch trong không phận vùng biển trung lập của biển Barents và biển Na Uy. Chuyến bay kéo dài hơn 5 giờ, hãng tin Sputnik dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm, trong quá trình bay, hai chiếc TU-95MS được các tiêm kích Su-35 của Nga yểm trợ. Ngoài ra, một số chiến đấu cơ nước ngoài cũng đã theo sau hai chiếc Tupolev TU-95MS trên một số đoạn đường bay. Ông Sergei Kobilac, chỉ huy lực lượng không quân tầm xa Nga, nhấn mạnh hai chiếc TU-95MS thực hiện nhiệm vụ đã tuân thủ nghiêm ngặt các quy định sử dụng không phận quốc tế. Oanh tạc cơ chiến lược TU-95MS là một phần trong bộ ba hạt nhân của Nga. Máy bay thường mang theo các loại vũ khí như tên lửa hành trình tầm xa KH-55, TU-95MS hoạt động với tốc độ tối đa là 925 km h phạm vi hoạt động 15.000 km, trần bay 12 km.